Phono TV xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với bản tin cập nhật giá hồ tiêu sáng nay, ngày 16 tháng 9 năm 2021. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ và gặp nhiều may mắn. Các bạn xem video hãy ủng hộ cho kênh một like và một đăng ký kênh. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Thưa quý vị và các bạn, giá hồ tiêu hôm nay ngày 16 tháng 9 duy trì ổn định trên thị trường thế giới. Theo ghi nhận tại Nigeria, người dân địa phương đang chứng kiến giá các mặt hàng sản phẩm tăng vọt. Nguyên nhân là do tình trạng thiếu đồng USD, trong khi đồng Naira của quốc gia Tây Phi này lại mất giá. Cụ thể thì giá một bao đậu 50kg ở đây đã đạt mức 40.000 Naira vào tháng 8 năm 2021, tăng tới 122,22% so với mức 18.000 Naira ghi nhận vào tháng 8 năm 2020. Tương tự thì giá một bao tiêu, theo khảo sát tháng 8 năm 2021 là 30.000 Naira, tương đương khoảng 1.600.000 đồng một kg, tăng 100% so với mức 15.000 Naira được ghi nhận vào tháng 8 năm 2020. Từ đầu tháng 9 năm 2021 đến nay, giá tiêu xuất khẩu của Indonesia liên tục tăng, nguyên nhân một phần do xuất khẩu của Việt Nam giảm sút mạnh vì dịch bệnh COVID-19. Với thị trường hồ tiêu trong nước, thưa quý vị và các bạn, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam trong 1-2 tháng tới được nhận định tiếp tục có nhiều hạn chế do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Trong khi đó, tình trạng ồn ứ tại các cảng biển phía Nam cùng với giá cước tàu biển vẫn duy trì ở mức cao sẽ là trở ngại lớn đối với xuất khẩu hạt tiêu. Giá hạt tiêu cũng được nhận định khó có thể tăng mạnh do nguồn cung cải thiện khi Indonesia, Malaysia và Brazil đang trong vụ thu hoạch. Việc xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam tiếp tục gặp khó khăn trong nửa cuối tháng 9 năm 2021 khi chiều hôm qua ngày 15 tháng 9, Chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh quyết định tiếp tục phong tỏa theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ từ 0 giờ ngày 16 tháng 9 đến hết ngày 30 tháng 9 nhằm kiểm soát và khống chế dịch bệnh COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh. Về tình hình giá hồ tiêu trong nước sáng nay, theo ghi nhận tại các tỉnh Tây Nguyên và miền Nam, giá hồ tiêu duy trì ổn định ở mức thu mua từ 77.500 tới 81.000 đồng một kg. Tại hai địa phương là tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Đắk Nông, giá hồ tiêu hôm nay được thu mua quanh mức 78.500 đồng một kg. Tại tỉnh Gia Lai, giá hồ tiêu thu mua ở mức là 77.500 đồng một kg. Mức giá này cũng ghi nhận tại tỉnh Đồng Nai là 77.500 đồng một kg. Trong khi đó tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, giá tiêu duy trì ở mức 81.000 đồng một kg và tại tỉnh Bình Phước, mức giá là 79.500 đồng một kg. Hiện nay, khối lượng hạt tiêu Việt Nam xuất khẩu chiếm 60% hạt tiêu xuất khẩu trên thế giới và có mặt tại 110 quốc gia và vùng lãnh thổ. Ngoài thị trường truyền thống như EU, Mỹ, Trung Đông, Ấn Độ, Trung Quốc, hạt tiêu Việt Nam dần mở rộng thị trường sang châu Phi. Với dân số gần 1,3 tỷ người, nhu cầu nhập khẩu nông sản ngày càng tăng, châu Phi sẽ là thị trường tiềm năng và còn nhiều dư địa để phát triển, nhất là trong lĩnh vực thương mại nông sản, sản xuất và chế biến nông nghiệp của Việt Nam. Về nhận định kịch bản giá hồ tiêu cho tới cuối tháng 9 thì các chuyên gia vẫn nhận định xu thế tăng vẫn là bền vững. Tuy nhiên thì việc xuất khẩu hồ tiêu cũng gặp không ít khó khăn. Quý vị và các bạn vừa nghe những thông tin cập nhật giá hồ tiêu sáng nay ngày 16 tháng 9. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong bản tin tiếp theo.